em xin kính chào các bác đã đến với video của em nha kênh hàng nhật bãi thì hôm nay em cập nhật hàng đi cho mình nha thì các bác thấy là những hàng đang đóng là trên video thì rất là rất xinh xinh đẹp đẹp nha rất là cẩn thận cẩn trọng cho các bác luôn về vấn đề mà vận chuyển đến tay các bác thì em đảm bảo liên tâm chất lượng còn nguyên vẹn này, này kia đồ còn đảm bảo cho các bác thì em xin phép giới thiệu địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh nha thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại chốt đơn là 0919407501 em ship hàng toàn quốc có cọc chuyển khoản đủ em bao ship nhận hàng các bác được kiểm tra được cấm điện trước mặt vô cục thì các bác uh, ưng mẫu nào nào của bác chụp màn hình gửi qua zalo cho em để mình chốt đơn nha thì nồi cơm bảo hành bác là 3 tháng chính trường hợp bác cấm nhầm điện thì đây là những cục hàng em đi uh, mọi miền đất nước nha từ ngoài uh, phú quốc nè đảo huyện hay là gì đó em cũng gắn gửi được nếu trong khu vực việt nam mình trong đất nước việt nam thì uh, những mẫu ở đây là cái nồi cơm điện còn những cục này là dung dung là cục đổi nguồn điện nha các bác thì đây là cục đổi nguồn điện để phục vụ cho nhu cầu mình sử dụng mặt hàng nhật mình xài nồi cơm hay là mình xài máy lạnh tủ lạnh đồ mình cũng phải cần cái cục đổi nguồn điện nè nếu mà mình xài mặt hàng của nội địa nhật nha các bác lưu ý giúp em thì những mẫu này thì em đã là test ok ngon lành đưa đến tay các bác là có chống sóc là thùng xốp đầy đủ thì những bác mình đã xem video từ đầu tới cuối là cũng như là từ đầu đến hiện tại thì đã biết cái quá trình của em là buôn bán và khách thì có phải là được ưu tiên được nhận hàng được kiểm tra được cấm điện đó thì các bác cứ yên tâm mà tin tưởng mình thấy tin tưởng dù chỉ một lần rồi sẽ nhận lại được cái gọi là chất lượng nhiều khi các bác nghề hiểu như thế này mình em với các bác thì các bác đâu có biết đâu nhưng mà để các bác đã chuyển cho em một trăm hai trăm ba trăm có đôi các bác là chuyển năm sáu triệu năm bảy triệu thì cái đó là cái lòng tin cái lòng tin tưởng đặt niềm tin thì em cũng phải là đặt vị trí vào các bác vị trí khách hàng đó em bây giờ nó thiệt bây giờ đó mình bỏ ra số tiền vậy nhưng mà biết hàng hàng ra sao mà cái shop này nó bán ra sao thì xin thưa em cam kết uy tín chất lượng đến tay các bác rất là nguyên vẹn và được đảm bảo đây đây là thùng shop nhà mà em cũng bọc thêm bọc thêm giấy kẹp thêm giấy để cho nó đảm bảo là độ cứng cáp của thùng cho nên ví thí dụ mà shipper hay là người ta có thảy ném thì nó cũng không có ảnh hưởng đến hàng hóa bên trong cái này là cái vấn đề mà em rất là kiểu như đau đầu vì sao vì vận chuyển hàng đâu phải là hàng của người ta đâu các bác người ta thảy nó mạnh tay lắm rồi cái là hư hỏng thì ai chịu nhiệm em là người chịu trách nhiệm đó thì cho nên là cái khâu mà đóng hàng bên em rất là kỹ còn các bác mình mua hàng cứ yên tâm chất lượng thì uh, các bác đã có mua hàng thì có nhận hàng cứ yên tâm nha chứ không có phải là phải mình mình uh, đắn đo gì hết cứ đặt niềm tin và không nhìn nhận lại gọi cho chất lượng thì uh, có một số quá bảo là em nhận cọc có chuyển hàng nhà xin thưa nha cái chất lượng uy tín của mình thì nó vĩnh viễn nó còn cọc mà đó 300 trăm ngàn mà những người mà đã, đã mà làm chuyện không có ra gì rồi thì em xin thưa là không được lâu dài lâu lâu đó với em là tuyệt đối về vấn đề đó vì tiêu chí của em chất lượng đến tay các bác và cái niềm tin vẫn là số 1 nha. Vì có chất lượng người ta mới tạo dựng lên cái niềm tin cho mình. Thì uh, những cụ hàng như thế này là không hai nồi nằm lên là, là đi Bình Định Quy Nhơn nè. Hai cái nồi đánh giá số 1 nè. Số 1 là một khách một mua. Đó. Còn cái nồi Banana là làm đi Cần Thơ. Đó, cái nồi Tiger này là làm đi uh, gì Quảng Ninh đó nhiều mặt hàng lắm quá những cục đổi nguồn này là của uh, những anh chị cô chú uh, em gọi chung là các bác đó là mua uh, một cái nồi cơm một cục đổi nguồn một số bác cũng bảo là em đóng chung thùng với chị đảo phí nhưng mà thôi, em thì cái kiểu mà quan trọng nhất là cái khâu mà mình gửi hàng đi mình đóng riêng viên vậy này nó sẽ là đảm bảo thì cái cục hàng này là em đi cần thơ nha cái nồi tô hút chân không cao tầng áp sức mẫu vô này là em đi uh, đâu tới uh, cái gì lào Cai gì đó. Rồi con Tiger một lít, Tiger một lít thì đi trong nội thành Sài Gòn thì trong khu vực nội thành Sài Gòn và miền Tây, 1 đến 2 ngày là khu vực miền Tây, miền Nam các bác nhận được. Khu vực Sài Gòn thì trước sau, hôm trước và hôm sau khu vực miền Trung, miền Bắc thì uh, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày tùy theo cái số lượng hàng hóa của bên vận chuyển, người ta nhiều hay ít của nhân viên của người ta cập nhật giao cho các bác. Nhiều khi mà hàng nhiều quá người ta giao không kịp thì nó hơi chậm, còn mà người ta giao kịp, giao nhanh thì nó sẽ nhanh lắm. Đôi khi Hà Nội là hai hôm là các bác nhận được rồi, thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra Hà Nội là hai hôm là các bác nhận được. Còn qua những cái tỉnh như Phú Thọ hay là Lạng Sơn, Cao Bằng gì đó thì cái đó thì nó thêm một ngày nữa thì nó là những cái thông tin mà em được cập nhật bên giao hàng báo cho em như thế. Thì hàng em bán có đảm bảo gọi thì các bác là có bảo hiểm luôn nha, bảo hiểm là như sau. Ví dụ có hư hỏng thì bên công ty đền thì các bác nhận hàng các bác khu ra trước mặt bu cục giúp em. Yeah, có gì thì bên vô cùng người ta sẽ chịu trình lượng trách nhiệm em mua cái có cước bảo hiểm trị giá đơn hàng cho các bác ví dụ 2 triệu thì hư hỏng nó sẽ đền cho cho em 2 triệu rồi như các bác 2 triệu các bác cứ yên tâm sử dụng và trao cái, cái, niềm tin thì em sẽ đảm bảo cho các bác là cái chất lượng sẽ là đi hàng đầu rồi à, cảm ơn các bác kết thúc video chúc các bác xem video nhiều sức khỏe xem video được nhớ đăng ký kênh nhấn nút like ủng hộ em chân thành chân thành cảm ơn các bác